Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nuôi án và chạy án trong ngành công an. Báo AFP ngày 31 tháng 7 có bài bình luận của tác giả Hải Triều bình luận về những bất cập trong vụ xét xử chuyến bay giải cứu. Và đây là hình bài viết trên AFP. Mở đầu bài viết, tác giả đặt câu hỏi: tại sao vụ giải cứu diễn ra trong một thời gian dài, liên quan đến nhiều bộ ngành mà lại không phát hiện kịp thời để ngăn chặn, như bao nhiêu lời tán dương về lực lượng an ninh, công an giỏi nhất nhì thế giới. Và tác giả nhận định rằng, công an nhiều khả năng biết từ trước, nhưng họ cần nuôi án, vì có nuôi án thì mới có án và chạy án. Theo quy định 114 về hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, được cho là để chống chạy chức, chạy quyền. Quy định này gồm 5 chương, 16 điều, nhưng tác giả phân tích rằng không thấy điều khoản nào chống chạy án cả. Tác giả dẫn lời các chuyên gia phân tích dự đoán rằng sau vụ chuyến bay đã qua sơ thẩm và vụ test kit Việt Á xét xử nay mai, thị trường nuôi án và chạy án sẽ ngày càng tinh vi, sôi động, chứ không hề giảm sút như ban nội chính trung ương kỳ vọng. Theo rò rỉ từ nội bộ, sau 3 tuần xét xử tại tòa Hà Nội, như báo điện tử chính phủ công bố chiều ngày 28 tháng 7, kết quả nghị án không phải là quyết định của Viện Kiểm sát hay của Hội đồng xét xử. Chuyến bay giải cứu là một đại án được cho là thuộc loại bỏ túi, nghĩa là kết quả xét xử đã được ban nội chính trung ương đưa ra trước ngày khai án. Có như vậy, chúng ta mới hiểu được phần nào bao nhiêu điều phi lý và tréo ngoe diễn ra giữa chốn công đường suốt cả 3 tuần lễ. Theo tác giả dẫn lời Facebook Nguyễn Huy Cường rằng, mặt trận tham nhũng có vô vàn những thiết chế uyển chuyển và mềm mại, nguy hiểm và kín đáo, không nhất thiết phải qua họ hàng huyết thống. Cho nên các quy định 114 sẽ không thành công bởi vì cơ chế tham nhũng tinh vi và có 101 cách vượt thoát các quy định đó. Những chiến sĩ tiên phong này của đảng không nhất thiết phải kết nối với người nhà mà các đồng chí tập trung vận động. Lobby những viên chức có thể từng là học trò, có thể là đồng hương, đồng khói, từng làm với nhau trong một cơ quan cũ hay cùng là anh, chị em, xã hội. Ngược đời nhất trong nhóm đưa và nhận hối lộ ở vụ án này là ông tướng công an chức to tổ bố. Ai biết giá cái ghế phó giám đốc công an Hà Nội là bao triệu đô la không? Mà phải chạy tới nhờ một ông em trung tá quèn và chịu để thằng em nó điều khiển. Và đây là hình minh họa chuyến bay giải cứu. Theo tác giả, thì tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, bao giờ chả có vài ba anh an ninh. Họ là người của Bộ Công an, khoác áo ngoại giao nằm ngay trong đại sứ quán, theo dõi luôn cả các đại sứ. Không chuyện gì xảy ra trong đại sứ quán mà họ không biết. Riêng chuyện tăng giá visa, hộ chiếu và vé máy bay để ăn chặn tiền của kiều bào thì phải có sự thống nhất giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Khó mà có đại sứ nào một mình chống lại mafia, cho nên mới có chuyện 2.000 chuyến bay mà chỉ có 700 chuyến bị thanh tra. Tác giả trích lời từ tác phẩm Những người khốn khổ từ Victor Hugo tại Pháp. Liệu từ sâu thẳm những tâm hồn đen đúa nọ có một thứ tòa án lương tâm nào sẽ được thiết lập nên để xử tiếp vụ chuyến bay giải cứu hay không? Trường hợp này hỏi là đã có câu trả lời, chắc chắn là không. Bị cáo Trần Văn Dự tự thú nhận, số tôi đen, không may thì thôi, trả lại cho nhà nước cũng được. Một lời gián tiếp tự thú rằng, những chuyến trước đây, y đã lọt lưới pháp luật. Đến cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng 37 lần nhận hối lộ khi cấp phép các chuyến bay giải cứu, tổng cộng 21,5 tỷ đồng mà vẫn khẳng định không có mưu đồ, không có đòi hỏi, chỉ là do không nhận thức được việc nhận tiền là vi phạm. Biết bao nhiêu câu phát biểu ngô nghê đến độ khó tin từ những người cách đây vài tuần, đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy quyền lực tại Việt Nam, thậm chí còn đại diện cho đảng, nhà nước trên trường quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nuôi án và chạy án trong ngành công an.
Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ chuyến bay giải cứu, người dân nên tập hợp lại để yêu cầu bồi thường. Báo VOA ngày 1 tháng 8 có bài phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến, bình luận về chủ đề phiên tòa chuyến bay giải cứu. Và đây là hình bài viết trên VOA. Theo đó, Tòa án Hà Nội ngày 28 tháng 7 đã tuyên tổng cộng 4 án chung thân trong tổng số 54 bị cáo, trong đó có 3 án chung thân cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát, vốn chỉ ở mức từ 12 đến 13 cho đến 19 hay 20 năm tù. Đáng chú ý là, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, người duy nhất bị đề nghị mức án kịch khung trong nhóm tội nhận hối lộ, không bị phán tử hình mà nhận mức tù chung thân. Cùng mức tù chung thân còn có nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng và nguyên Phó trưởng Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng và điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận mức án 16 năm tù và cựu trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh bị phạt 7 năm. 21 bị cáo nhận hối lộ, mỗi người phải nộp phạt 100 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Vụ án chuyến bay giải cứu được cho là một đại án với số người tham gia nhiều nhất trong thời gian gần đây. VOA trích dẫn ý kiến tờ Người lao động cho biết, sở dĩ tòa tuyên án nặng cho các ông bà này là vì họ nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân, nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn đề nghị mới đủ sức răn đe. VOA nói, phiên tòa này được báo chí trong nước đưa tin rộng rãi, rầm rộ và cụ thể đến từng chi tiết tranh tụng và đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận, điều hiếm khi xảy ra trong hệ thống truyền thông vốn bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Quang A cho rằng, chừng nào Việt Nam chưa giải quyết hết những căn nguyên gây ra tham nhũng như lương công chức thấp, không có báo chí tự do, không có xã hội dân sự lành mạnh và không có một nền tư pháp độc lập, thì dù có xử cả trăm cả ngàn vụ như vậy, thì vẫn sẽ phát sinh tham nhũng. Ông chỉ ra rằng, bản thân phiên tòa đã cho thấy ngành tư pháp không phải độc lập, mà phải tuân theo lệnh của đảng. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự. Đây là một vụ án điểm nên nhận được sự chỉ đạo rất kỹ lưỡng, sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nên có sự phối hợp với nhau từ công án đến công tố và tòa án, ông giải thích. Nhà bất đồng này nhận định rằng, về mặt tuyên truyền thì đây là một phiên tòa rất thành công đối với đảng Cộng sản, vì họ cho báo chí đưa tin rất là rầm rộ, mục đích là để trấn an, xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Họ là bậc thầy về tuyên truyền, tất cả báo chí đều được bật đèn xanh để đưa tin để người dân thấy là họ kiên quyết thế nào, minh bạch ra sao và trừng trị nghiêm minh thế nào. Ông A giải thích. Người dân sẽ thấy như là rất công khai, minh bạch, thỏa đáng. Tuy nhiên, phiên tòa kết thúc nhưng vẫn còn những vấn đề chưa giải quyết. Ông A cho rằng, vụ án đã có được sự chỉ đạo chặt chẽ để nó chỉ được đến mức độ nào đó thôi, nên những gì công chúng thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng nổi lên mặt nước, còn phần lớn của tảng băng bị chìm thì vẫn để yên. Ông đưa ví dụ, tại sao ông trợ lý thứ trưởng nộp mấy chục tỷ khắc phục để được án chung thân. Nhưng ông thứ trưởng là cấp trên của ông ta thì chẳng ai nói đến cả. Ông cũng nói thêm rằng, những người dân vốn là nạn nhân trong vụ án này hoàn toàn có quyền đòi quyền lợi. Nhưng cái khó ở Việt Nam là người dân cần phải tập hợp lại để cùng khởi kiện và họ cần đến các tổ chức xã hội dân sự giúp đỡ vì từng người một không thể làm được. Họ có thể yêu cầu nhà nước rằng, trong số tiền hàng chục tỷ mà nhà nước thu hồi vốn, không phải tiền nhà nước
có thể được trích lấy một phần để bồi thường thiệt hại cho họ, ông nói. Vì phiên tòa vừa rồi đã xử các doanh nghiệp làm sai, các quan chức nhận hối lộ là sai, thì các nạn nhân có thể dựa trên cơ sở pháp lý đó để đấu tranh, ông nói thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ chuyến bay giải cứu, người dân nên tập hợp lại để yêu cầu bồi thường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.